con chưa ngủ à? Ăn hết há cỏ rồi chứ? Chủ nhiệm, đem cái này giao cho Tiểu Hoàng. Chủ nhiệm, đứng dậy, đứng dậy nào, đừng làm phiền chủ nhiệm ăn sáng. Chủ nhiệm, em đi trước đây. Chủ nhiệm mà cuối cùng thầy cũng đến, em đợi thầy cả ngày rồi. Em muốn nói với thầy về đề tài nghiên cứu mà em sắp làm tới. Đề tài nghiên cứu gì? Em quyết định rồi. Chức danh phó giáo sư mà thầy nói em sẽ lấy cho bằng được. Hơn nữa không thành vấn đề. Tôi không bắt cậu làm luận văn số, cũng không nói là không cần luận văn. Cậu phải làm cho rõ đấy. Hai ngày nay em không làm gì hết. Ở đây hết rồi này. Nào, thầy xem qua đi. Ăn cơm đi. Thầy nhìn cái này đi. Sử dụng hiệu quả không gian cấp cứu. Em cảm thấy ở chỗ mà số lượng bệnh nhân đứng đầu thành phố như khoa chúng ta, diện tích phòng bệnh chỉ xếp thứ 5 bệnh viện thôi. Đề tài này rất đáng để suy nghĩ. Đề tài này năm ngoái Tiểu Hoàng đã làm rồi. Tên Tiểu Hoàng Đông Đông này. Không sao, chủ nhiệm. Này, thầy nhìn cái này đi. Dẫn hành và khống chế chất lượng, kiểm tra khám bệnh của khoa cấp cứu. Lúc xảy ra thương tật, bệnh nhân thông thường sẽ đến khoa cấp cứu để chữa trị đầu tiên. Những ghi chép của khoa cấp cứu sẽ trở thành nguồn tư liệu chủ yếu của hệ thống giám sát. Chuyện này không liên quan gì đến lâm sàng, đó là chuyện của hệ thống công an. Đó là trách nhiệm xã hội mà chủ nhiệm. Bỏ đi, không nói cái này. Còn nữa, thầy xem cái này. Tìm hiểu ứng dụng của trung y trong cấp cứu. Nghe quách chưa? Trung tây y kết hợp nhé. Trung tây y. Nền tảng trung y của chúng ta không ổn hả? Không sao. Thế thì kết hợp với tâm lý học còn dễ xin kinh phí. Y cứu nhờ khó khăn và áp lực trong công tác y tá cấp cứu. Tôi nói này, cậu là bác sĩ, có bận tâm tới tâm lý y tá để làm gì? Muốn chuyển đến bộ phận y tá hả? Đừng dính vào mấy thứ vô dụng. Làm việc đi. Chủ nhiệm, em đã chuẩn bị bao nhiêu thứ mà. Thầy xem đi. Chủ nhiệm, chủ nhiệm ơi, thầy luôn khích lệ em làm nghiên cứu, viết luận văn, lấy chức danh. Em sẽ nghiên cứu sự khó khăn trong công tác y tá cấp cứu. Đề tài này vừa mới mẻ là có ý nghĩa. Chào chủ nhiệm. Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết. Ăn sáng nhé. Chủ nhiệm, phân loại quản lý cấp cứu. Em thấy đề tài này rất đáng để thảo luận chuyên sâu. Thầy xem cái này đi. Bạn về virus cấp tính trong cấp cứu. Được rồi, cậu đào đổ ra nhiều thứ linh tinh quá vậy. Chủ nhiệm, hồi trước thầy thúc đẩy em tiến lên mà. Cuối cùng em cũng có động lực. Thầy không thể đả kích em chứ. Tôi nói tiến bộ là việc nghiêm túc. Mới là một chốc đã làm bao nhiêu đề tài thế này. Không cần xem. Biết mang toàn thứ nhảm nhí vào mắt tôi. Biến đi. Thầy nghĩ bao nhiêu năm nay em làm cấp cứu là phí công sao? Chủ nhiệm, mấy năm nay những luận văn em chuẩn bị sẵn sàng, nhiều lắm đó, nằm trong cái kho của em rồi nè. Bây giờ chỉ cần mở cửa ra là tuôn ra ào ào. Em có chặn cũng không được. Tóm lại mấy cái là chắc chắn lên được phó giáo sư. Thầy có tin không? Thầy xem thử đi. Đóng cái cửa của cậu lại đi. Tiếp tục ủ đi. Giao ban. Nào họp thôi. Đến đây họp nào. Trần Thiệu Thông sao vậy? Không biết. Mới sáng ra đã lo chủ nhiệm ra nói chuyện rồi.
Má. Mẹ. Sao con lại tìm đến đây? Mẹ, Tiểu Tây sao rồi? Nó tỉnh chưa mẹ? Con nhìn nó một chút được không? Nếu cô không cần đứa con này thì đừng động đến nó nữa. Không như vậy nó mới tin mình nhìn lầm. Sự ngoan ngoãn chữa bệnh. Cô lại đến đây làm gì nữa? Cô muốn nhận nó sao? Mẹ, con biết con có lỗi với con bé, có lỗi với gia đình của mình. Nhưng bây giờ nói những câu này đã muộn rồi. Mẹ yên tâm, con sẽ không bỏ rơi Tiểu Tây đâu. Con còn muốn cho con bé học ở trường tốt nhất, đi nước ngoài cũng được. Mẹ cầm chút tiền này đi. Không cần, chúng tôi không cần. Có lương của bố nó và lương hưu của tôi, Tiểu Tây không thiếu ăn cũng chẳng thiếu mặc. Ngoài việc nó không có mẹ ra, nó vẫn sống rất tốt. Cô hãy bỏ ngay ý nghĩ tới thăm Tiểu Tây đi. Gia đình tôi và cô không còn quan hệ gì hết. Mẹ, mẹ hận con là đúng. Con chỉ muốn làm cho con bé một chút gì đó. Con không tới để cướp con bé đi đâu. Và cảm ơn cô. Tiểu Tây là một đứa bé ngoan. Cảm ơn cô đã để con bé lại bên tôi. Tôi không hận cô, nhưng cô đừng tới nữa. Sao cô lại ngã vậy? Người đâu? Mau đẩy giường tới. Gọi điện thoại cho bác sĩ chủ trì đi. Bác sĩ Trang, Liễu Linh vừa bị ngã, ra rất nhiều máu, phải tiến hành phẫu thuật lấy thai nhi ra ngay. Cần bác sĩ khoa ngoại lồng ngực có mặt. Tôi biết trước đây mọi người có chút xung đột, nhưng bây giờ không có bác sĩ khoa lồng ngực nào cả. Anh có thể qua đây không? Chủ nhiệm phòng, không cần nói nữa, tôi tới phòng phẫu thuật ngay. Chủ nhiệm phòng Liễu Linh, đừng căng thẳng. Tuy cô phải sinh non, nhưng tâm thai rất ổn định. Bây giờ tôi sẽ mổ cho cô. Được. Tình hình lồng ngực của cô ổn định, có lẽ không bị ca phẫu thuật ảnh hưởng đâu. Nếu cô cảm thấy tức ngực khó thở, nói với tôi ngay lập tức. Được rồi. Dao. Mời vào. Chủ nhiệm. Bận không? Bận. Vậy chủ nhiệm bận đi. Em đợi. Chủ nhiệm cứ bận đi, mặc kệ. Em chỉ nhìn thôi. Được rồi, có gì nói đi. Tôi nghe được. Chủ nhiệm, em nhận. Hạng mục nghiên cứu khoa học, em mới nói chủ nhiệm đúng là có hơi nhiều chỉ tiêu. Nhưng nói là đứa trẻ ngoan, đi làm việc đi. Nhưng mà cái này bây giờ em muốn nói với thầy. Từ lúc em bắt đầu làm trong mày mò nghiêm túc thu thập tài liệu, đến bây giờ đã có một hạng vô cùng tâm đắc. Vấn đề thiết kế may mặc trang phục của y tá khoa cấp cứu hả? Công trình sơ chẩn cấp cứu di động. Alo. Không bận, cứ nói đi anh Trương. Hồ sơ cấp cứu của bệnh nhân bị tổn thương tôi đã xem lại. Có điều cần phải bổ sung mới lưu lại được.
Nếu anh muốn dùng, tôi sẽ đưa bàn chia số. Anh cho học sinh đến lấy đi. Không có gì. Chủ nhiệm, thầy xem đi, cho chút ý kiến. Cái gì mà chẩn đoán bất đồng di động hả? Cậu gọi điện cho khoa cấp cứu sao? Cậu còn chơi chưa đủ phiền à? Cậu bớt lời đi. Chủ nhiệm ấu trĩ. Chủ nhiệm, bất công quá. Chủ nhiệm, thằng nghe em nói đã, bệnh nhân nặng nên đến phòng cấp cứu, thường bỏ lỡ thời gian vàng cấp cứu. Còn một số người rõ ràng không cần đến bệnh viện khám, là chiếm cơ sở vật chất có hạn trong bệnh viện. Lát nữa có người bên khoa xương đến, nhớ nói với họ, dùng xong thì trả về, tôi còn phải sửa nữa. Dân tôi biết rồi. Nhưng những người bình thường lại không thể phán đoán kịp thời bệnh của mình, có cần phải lập tức đến bệnh viện khám không? Đây là hiện thực bây giờ. Bệnh nhân cuối não hôm qua đưa đến đây, kêu tiểu đoàn mà bổ sung vào hồ sơ cấp cứu đưa vào bệnh viện. Phó chủ nhiệm Lâm có phòng giám hộ bệnh tái phát có điện đến, bệnh nhân bị ủng não. Có lẽ không qua nổi hôm nay. Dân, tôi biết rồi. Thật đáng tiếc vào đây trễ quá. Em cảm thấy máy khám di động đối với hiệu suất làm việc vô cùng có ý nghĩa lớn. Chủ nhiệm à, cấp cứu vào thời gian sớm nhất đối với sau này của bệnh nhân loại nặng có tác dụng quan trọng mà. Cần cậu phải nói sao, không thể kêu ai cũng học y được đâu. Chúng ta không cần học kiến thức y học, kịp thời đưa ra ý kiến y học của chúng ta. Có phải chủ nhiệm quên mang điện thoại không? Dì Kiều, kêu chủ nhiệm gọi cho cổ đấy. Điện thoại, chủ nhiệm, thầy xem. Bệnh nhân lúc trước thầy nói, người nhà lúc đó cũng có nói, bệnh nhân có những triệu chứng như nhức đầu, đau đầu. Nhưng lại không muốn tốn thời gian vào bệnh viện, nên ta có chút thời gian 5 phút, có thể gọi điện thoại. Thì một người khám chuyên nghiệm, hỏi và xem xét tình hình bản thân. Chúng ta làm việc chẩn đoán đó trước. Bệnh nhân đó chắc chắn sẽ không như bây giờ. Hình như cũng có lý. Tôi đừng hấp nữa. Tôi thích ăn nướng. Ăn nướng ngon. Ăn nướng ngon. Được rồi. Bà thích làm thế nào thì làm. Có ngon mà cứ muốn hấp. Cậu nói tiếp đi. Em điều tra thành phố Giai Lâm năm nay, các bệnh viên với dạch tim, vết não, việc cấp cứu xuất huyết 10 mấy căn bệnh. Sự cách biệt của chúng ta với quốc gia không rõ đâu. Sự kém xa này chủ yếu ở thời gian cấp cứu. Còn cậu nói sao? Người ta giao thông tốt, hiệu suất năng lực cao, trên trời đầy máy bay. Cậu cũng nói cho tôi một cái. Thầy tranh cãi với em sao? Tôi không nghe. Đừng đừng. Hiệu suất phát hiện và cấp cứu các bệnh nặng cao là gì? Phần lớn bệnh nhân đã có đường dây nóng và mạng để hỏi. Hiệu suất sử dụng và bao phủ cao đến mức chúng ta không tưởng tượng nổi. Cậu điều tra thật hả? Xem đi. Một phút 7 phân, 5 phút, 10 phút 9 phân. Để bé ra đời, đưa cho người giám hộ. Cầm máu, đời đã. Để tôi nhìn xem. Để lát nữa xem, tôi phải đem đứa bé đến phòng giám hộ. Đứa bé bình thường phải không? Mọi thứ đều bình thường. Lông mày đứa bé rõ ràng, mắt to. Là một đứa bé xinh đẹp. Được rồi, đến phòng giám hộ đã. Bác sĩ, lúc nào tôi có thể về phòng bệnh? Tôi muốn gọi điện. Trời phòng mổ là gọi điện được rồi. Công việc xử lý khoan buồng anh làm đi. Được. Nào, kim chỉ, bác sĩ Trang. Nếu Linh sau khi sinh chỉ cần không xảy ra băng huyết, nhiễm trùng, để ngày kia rút ống thông tiểu thì có thể chuyển đến khoa lồng ngực rồi. Tuy là sức ngoài ý muốn, may là kết quả vẫn tốt. Bệnh nhân này luôn làm tôi thấy không đáng tin. Là cô thấy hoàn cảnh gia đình của cô khá đặc biệt sao? Tôi không nói vụ làm loạn phòng bệnh đó. Tôi nói là sáng nay cô ta cứ không đồng ý sinh mổ. Cứ hỏi tôi có khi nào chưa sinh không. Còn yêu cầu gọi điện thoại tìm chồng mình nữa. Nó có chuyện gấp phải làm trong hôm nay. Tôi bảo không làm được đâu. Tách nhau thai sớm rất nguy hiểm, nhất định phải sinh sớm mới được. Nói đi nói lại cô ta mới chịu ký tên. Bệnh nhân này
Lúc tôi chẩn đoán cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu xin nghĩ không nói với tôi một tiếng. Hôm qua thức nửa đêm để viết luận văn đó. Hôm nay còn định kêu cậu tới. Được rồi đó, không dễ gì tôi nói được. Cậu lại muốn tôi làm việc thay cậu à? Đang làm về nhà sớm một chút. Hôm nay chủ nhà đây sẽ thưởng cho hai người. Tôi sẽ đích thân xuống bếp nấu vài món ngon. Tôi không dám ăn đâu. Hôm nay lão Trang mang cho tôi một hộp há cảo. Chua muốn chết, anh ta nói là do cậu nấu. Há cảo là do anh ta gói, còn đổ tội cho tôi. Tôi thấy nụ cười xảo trá của anh ta là tôi biết anh ta không nói thật rồi. Hôm nay tôi dùng hiện thực đánh vào mặt anh ta. Biết gói há cảo thì giỏi lắm hả? Anh ta gói mặn muốn chết. Đúng đó, không nói nữa, làm việc đây. Được rồi. Sao lại nôn nữa rồi? Mau đi tìm y tá trưởng. Lúc ăn ba lần, ói ba lần, không ăn được chút nào cả. Sau đó đổ siro như những vị ói. Đã mang máy siêu âm sau đó chưa? Tôi thông báo rồi, chắc sẽ mang tới ngay. Alo, giáo sư Trang. Đứa bé mới sinh của Liễu Linh bị nôn sữa, uống siro cũng bị nôn. Tôi nghi ngờ đứa bé đã bị tắc thực quản. Từ khi Liễu Linh nhập viện tới nay, luôn từ chối làm siêu âm 3D để xét nghiệm bệnh đau, cũng không cung cấp báo cáo kiểm tra sản phụ, để thông tin các bệnh viện sản phụ cũng không đưa cho chúng tôi. Bây giờ tôi nghi ngờ cô ta đã sớm biết đứa bé này có vấn đề nhưng vẫn luôn che giấu. Đừng cho ăn gì cả, mở tĩnh mạch thông đến thực quản, truyền dịch dung dưỡng. Tôi sẽ qua đó ngay. Được. Đánh giá tình hình thai nhi. Đánh giá gì chứ? Có phải là cơ quan không phát triển tốt, có bệnh không? Việc kiểm tra này có kiểm tra ra không? Con tôi chắc chắn không sao. Tôi và bố nó đều khỏe mạnh. Tôi không làm kiểm tra gì hết. Cứ quyết định thế đi. Bác sĩ Trang, tôi tới rồi. Bệnh nhân này, cậu phải đích thân quan sát, kiểm tra hô hấp cẩn thận, đặc biệt chú ý huyết áp, đề phòng viêm phổi. Vâng, tôi biết rồi. Bố đứa bé đâu? Sản phụ vừa làm phẫu thuật xong, tìm chồng cổ nói chuyện thì hơn. Bố đứa bé hôm nay không tới. Liễu Linh sinh con, cậu phải làm phẫu thuật. Chúng tôi đã gọi điện thoại rồi, nhưng chỉ có thư ký nghe máy. Xem ra chỉ có thể nói với Liễu Linh thôi. Vậy được. Để tôi đi. Có lẽ cổ cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Con cô hiện tại bị nôn sữa liên tục. Chúng tôi phải nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Vì một số xét nghiệm cần người giám hộ đồng ý ký tên. Cho nên nếu tình hình sức khỏe cô không cho phép, thì hãy cho chúng tôi cách liên hệ với bố đứa bé. Tôi không có cách liên lạc với bố đứa bé. Tôi cũng không tìm được anh ta. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không hỏi về vấn đề cá nhân của cô. Tôi chỉ hy vọng cô có thể phối hợp với chúng tôi. Tôi là mẹ đứa bé. Làm xét nghiệm gì, tôi sẽ ký tên. Không cần tìm bố đứa bé đâu. Cảm ơn cô. Còn có, nếu cô có thông tin gì để tôi có thể chẩn đoán nhanh hơn, tôi hy vọng cô sẽ nói với tôi. Những thông tin này chỉ dùng để chẩn đoán bệnh tình của đứa bé. Nếu đề cập đến vấn đề cá nhân của cô, sẽ không nói với ai khác đâu. Hai tháng trước, tôi từng làm siêu âm 4D. Bác sĩ nói thực quản của đứa bé có vấn đề, bị biến dạng, nhưng cũng có khả năng là siêu âm B không chuẩn. Tôi sợ bố đứa bé chơi con có tật phá nó đi nên không nói.
Trẻ sơ sinh đâu ra sữa vốn là hiện tượng thường gặp. Cô không cung cấp những thông tin này rất dễ khiến chúng tôi lơ là việc cháu bé sặc sữa, có thể dẫn đến tắc thực quản. Cân nặng cháu nó lại nhẹ, một khi dẫn đến viêm phổi, hậu quả sẽ khó lường. Con không có bạn trai, con không tự nấu cơm cho mình được à? Cái này là mẹ nói mà. Bảo con chăm nấu cơm, bớt ăn ngoài. Nếu mẹ không tin thì tự đến mà xem. Đừng, mẹ đừng đến đây. Con không có thời gian chăm sóc bố mẹ đâu. Con đưa điện thoại cho bố con đi. Bố già, bố không trượng nghĩa gì hết. Cả buổi tối cũng không dành điện thoại. Thật là gần nhận chết con rồi. Mà nói con nghe đi, tâm của bố làm thế nào đây? Đoạn dưới mang tràn, phía trên là đoạn dưới và khí quản hình thành lỗ rò. Cân nặng sinh non chưa đến 2 kg, phẫu thuật này không dễ thực hiện. Vấn đề hậu phẫu thuật còn lớn hơn. Ngoài động lực từng là một ca khó hơn thế. Lúc trước có đứa bé cũng cắt thực quản bẩm sinh, đoạn trên màng tràn dưới thăm dưới khí quản, sinh non 1.75 kg. Chủ nhiệm Dương và viện trưởng phó đều khám cho nó, cho rằng khả năng phát bệnh sau này rất lớn. Sau đó gia đình nó dẫn ai mổ. Bác sĩ Lục nhận bệnh nhân khỏi hoàn toàn chứ? Có viết báo cáo không? Mang ra cho tôi xem. Nếu phẫu thuật này cô cũng viết báo cáo thì giờ thành phó giáo sư từ lâu rồi. Nhưng nếu cô chỉ quan tâm cái này, đến giờ cũng không thực hiện được nhiều ca phẫu thuật đến thế. Phẫu thuật chữa khối u thực quản và dị tật bẩm sinh, đừng nói là nhân hợp. Trên toàn tỉnh bác sĩ Lục là hàng đầu đó. Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Mang bệnh lý của đứa bé và ghi chép phẫu thuật đến đây. Được, tôi đi ngay. Alo, anh phá bệnh tôi trước mặt Trần Tiểu Thông thế nào? Nhân số cáo là do ai trộn, không thể nói chuyện phiếm đâu. Có trẻ sơ sinh tắc thực quản, cô mau đến đi. Được, tôi đến ngay. Trẻ sinh non 1.87 kg. Manh tràng mặt dưới thực quản, mặt trên khí quản có lỗ rò, chức năng tim bình thường. Nếu đã loại trừ các dị tật khác, chức năng tim phổi cũng bình thường, tôi đề nghị tiến hành giá lỗ rò trước. Bằng không, cho dù có ngưng ăn uống, nhưng đứa bé nuốt cũng sẽ không qua thực quản mà xâm nhập vào phổi, dẫn đến nhiễm trùng viêm phổi. Tôi sẽ gọi điện thoại cho phòng cấp cứu. Tôi nói với bố mẹ đứa bé. Để tôi nói, cô không cần đi đâu. Tại sao? Tôi vẫn chưa nói cho cô biết. Đây là con của Liễu Linh. Sao lại là cô ta chứ? Bệnh nhiễm trùng áp xe ngực của cô ta vẫn chưa giải quyết xong. Bây giờ sinh non, tắc thực quản nữa. Sao chuyện gì cũng tới cùng một lúc vậy? Đúng là xui xẻo mà. Người nhà của cô ta, tôi đi chắc chỉ gây thêm phiền phức. Anh đi thích hợp hơn. Tôi đi ngay đây. Có một chuyện này, chúng ta cần phải sửa lỗ rò rỉ, đề phòng bị viêm phổi. Sau khi phẫu thuật nhất định phải mở thực quản. Tôi biết rồi. Cần phải thêm mấy tháng nữa, chờ đứa bé nặng thêm 4 kg đã, mới có thể tiến hành phẫu thuật giai đoạn 2, hoàn thành nối lại thực quản. Bây giờ anh thay tôi đối diện với người nhà bệnh nhân, để sau khi phẫu thuật xảy ra chuyện gì, người nhà sẽ đổ trách nhiệm lên đầu anh đó. Anh hiểu điều này có nghĩa là gì không? Tất nhiên hiểu rồi. Anh đi đi. Tôi nói đơn giản nha. Bây giờ trọng lượng đứa bé còn quá nhẹ, không thể nào chịu nổi một lần phẫu thuật hoàn chỉnh để giải quyết triệt để vấn đề tắc thực quản của nó. Nhưng bây giờ chúng ta cần phải sửa lại lỗ rò. Bằng không, nếu xảy ra viêm phổi hô hấp, đứa bé sẽ rất nguy hiểm. Anh nói nó quá nhỏ, không chịu nổi phẫu thuật mà. Bây giờ lại bắt nó gây mê, rồi sửa lỗ rò rỉ gì đây? Nó nhỏ như vậy mà phải tiến hành phẫu thuật gây mê, không phải sẽ ảnh hưởng đến trí óc hay sao? Phẫu thuật gây mê thông thường sẽ không ảnh hưởng đến trí óc đâu. Tỷ lệ phẫu thuật gây mê ngoài ý muốn cũng rất nhỏ. Có khi nào sẽ để lại di chứng gì không? Chuyện này tôi không thể đảm bảo hoàn toàn, nhưng đây là cách duy nhất rồi. Hơn nữa, vừa nãy tôi đã nói nhất định phải tiến hành phẫu thuật việc này để cứu mạng nó. Nếu so sánh ra, bây giờ phẫu thuật mới là quan trọng nhất.
Nhưng cứu sống được nó vẫn để lại biến chứng thôi, vẫn không bằng những đứa bé khỏe mạnh, thông minh khác. Đúng không? Bị biến chứng không có nghĩa là sẽ để lại di chứng về sau. Cho dù có xảy ra, chúng tôi sẽ có cách, biện pháp trị liệu để ứng biến. Hơn nữa, đứa con của cô được chữa trị kịp thời, là phẫu thuật theo đúng kỳ, cơ hội khỏe lại rất lớn. Tôi hy vọng cô có thể nhanh chóng đưa ra quyết định. Đã ký chưa? Cô ta ký đơn đồng ý rồi hả? Vừa nãy tôi nói với phòng phẫu thuật rồi. Tình hình đứa bé thế nào? Rất ổn định. Anh sao thế? Chúng ta có thể chuẩn bị làm phẫu thuật chưa? Đưa đứa bé vào phòng giám hộ đi, tiếp tục giám sát dấu hiệu sinh tồn của đứa bé, phòng ngừa viêm phổi suy hô hấp. Lát nữa chúng ta đến xem tình hình. Sao lát nữa mới đến? Nghĩa là sao? Người nhà bệnh nhân vẫn chưa quyết định được. Muốn xem tình hình rồi đợi thêm. Đợi gì nữa? Trong vòng một tuần, cân nặng không thể tăng thêm trên 4kg. Cứ tiếp tục chẳng ích lợi gì. Anh không nói với cổ sao? Nhỏ tiếng chút. Chúng ta ra ngoài nói. Tôi thật không hiểu nổi. Cô ta là mẹ đứa bé. Anh nói tình trạng cấp bách cho cổ biết rồi. Cô ta còn đợi gì nữa? Để đến lúc không cứu được rồi dứt đứa bé sao? Tình trạng thế này, dù ai cũng rất khó ra quyết định được. Có lẽ với gia đình như vậy, chấp nhận một đứa bé mang bệnh tật cả đời, chẳng bằng những lúc nó chưa có ý thức, kết thúc nỗi khổ này đi cho xong. Nhưng anh rất rõ là tỷ lệ tôi phẫu thuật thành công rất cao. Nhưng cô không thể chắc chắn đứa bé trong quá trình phẫu thuật có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thôi anh nói, không mổ thì khỏi cái ngoài ý muốn, vậy thì chết chắc. Sao cô cứ luôn tuyệt đối như vậy? Liễu Linh cũng chỉ đã tạm thời suy nghĩ, huống hồ bệnh viện đến hiện tại vẫn chưa liên lạc được với bố đứa bé. Anh không nói tôi cũng quên mất. Bố đứa bé Kỳ Đại Dĩ đúng không? Con cả Kỳ Đại Dĩ bị máu trắng. Lúc Trịnh Kính Hoa ở nước ngoài chữa trị, anh ta ở đây nó đẻ đứa bé dự bị rồi. Ai biết anh ta với đứa bé này? Im đi. Cô có biết mình đang nói gì không? Cô là ai chứ? Mặc áp lưu trắng đứng ở đây buôn chuyện về gia đình bệnh nhân, để lộ đời tư của bệnh nhân ra ngoài, cô không muốn làm nữa sao? Cho cổ thêm chút thời gian đi. Chuyện như thế này, dù đối với ai, quả thật rất khó quyết định được. Với anh, tôi là đứa có lớn, không biết khôn. Nhưng chúng ta đều từng học. Bác sĩ lúc cứu người có quyền ưu tiên cao nhất. Đây cũng là trách nhiệm và quyền lợi của bác sĩ. Lẽ nào đó chỉ là câu nói trong sách vở thôi sao? Tình hình hiện tại không đơn giản như vậy. Xét trên quyền lợi của bệnh nhân, nghĩ cho trách nhiệm và kết quả chữa trị của bác sĩ, không phải chuyện chỉ một khái niệm đơn giản trong sách giáo khoa có thể giải quyết được. Tôi chỉ nói về trường hợp này thôi. Đứa bé này còn chưa được nhìn thấy bầu trời, đã có khả năng mắc viêm phổi, nhiễm trùng huyết rồi tử vong. Còn tôi là bác sĩ có kinh nghiệm về mặt này, tôi nên cứu sống nó. Trước kia tôi tin thầy phó. Anh dùng sự thật nói tôi biết tôi đã sai.
Bây giờ tôi không tin thầy Phó nữa, tôi tin anh. Bác sĩ Trang mà tôi ngưỡng mộ kính trọng nhất, xin anh hãy nói cho tôi biết, tôi cứu người đó chẳng phải là việc đúng đắn hay sao? Cảm ơn cô đã đặt tôi vào vị trí cao như thế. Tôi vẫn là câu nói đó. Trừ khi cô lập tức từ chức ra đi, nếu không cô chỉ có thể đợi người nhà bệnh nhân ra quyết định mà thôi. Tôi không nỡ từ chức. Trước khi mọi người ra quyết định, tôi sẽ đợi ở đây. Chuẩn bị nội soi phế quản cầm máu. Gọi cho khoa ngoại lồng ngực đi. Gọi trực tiếp cho bác sĩ Trang. Bệnh nhân ngạn máu. Mau đi đi. Vâng, đã biết. Tôi tới ngay. Bác sĩ Lục cũng qua đấy. Thông báo cho người nhà bệnh nhân chưa? Cố gắng thêm chút cô Chu. Lập tức xong ngay. Cố gắng thêm chút nữa. Tình trạng bây giờ của cổ có thể chịu được việc cắt bỏ thực quản và phẫu thuật lại không? Căn bản không thể nào. Cô Chu, cô nói đi. Không. Không làm. Quá. Quá đau. Tôi hiểu mà. Tôi biết cô bây giờ rất khó chịu. Chúng tôi sẽ bàn bạc, mau chóng quyết định phương án, giảm bớt sự đau khổ của cô, được không? Alo, Đại Dĩ. Alo, Linh Linh à. Em nghe anh nói đây. Phiền phức bên này của anh có chút lớn. Làm không ổn sẽ phân gia bại sản. Nhưng mà em yên tâm, chỉ cần sau khi làm xong chuyện này, anh lập tức làm thủ tục ly hôn. Lịch sinh dự kiến của em còn một tháng nữa đúng không? Anh nghĩ đến lúc đó làm việc kết hôn chắc còn kịp. Em biết rồi. Vậy anh làm việc đi. Anh không cần vội đến thăm em đâu. Hiểu chuyện lắm, Linh Linh. Giờ cứ thế đi. Anh cúp máy đây. Gan đã dịch chuyển rồi à? Theo nguyên tắc là phải hội chẩn, làm thêm kiểm tra lần nữa mới quyết định được. Nhưng tình hình của Chu rất kém. Vừa rồi chụp CT, cô vô cùng kháng cự. Giờ gan đã chuyển dịch rồi. Không phải là chí mạng phải không? Đúng. Chí mạng là khối u thực quản, ngắm vào hình thành vấn đề với khí quản. Giờ chúng tôi không có cách tốt nào giải quyết được.
Tôi nghĩ vấn đề quan trọng trước mắt là giảm thiểu sự đau đớn cho bệnh nhân. Giảm sự đau đớn cho bệnh nhân, sau đó thì sao? Sau đó phẫu thuật phải không? Không thể nào. Tim cổ và căn bản không chịu nổi phẫu thuật thực quản, nên bằng mổ, kể cả có cố làm xong phẫu thuật, kết quả sau đó cũng nhất định là chức năng tim suy kiệt. Vậy ý của các người là không chữa cho mẹ tôi sao? Để bà ta chờ chết sao? Bắt máy. Chúng tôi vốn hy vọng có thể sau khi ổn định vấn đề tim mạch cho cổ tiến hành phẫu thuật thực quản. Nhưng hiện giờ khối u bị dở hình thành rò rỉ, chức năng phổi đã xuất hiện vấn đề rồi. Và tiến hành bất cứ phẫu thuật nào đều làm gia tăng tình trạng bệnh mà thôi, gia tăng sự đau đớn cho bệnh nhân. Tôi là người nhà bệnh nhân, tôi quyết định giờ làm phẫu thuật. Bye bye. Sức khỏe cô Chu giờ không thể làm phẫu thuật được. Em mặc kệ. Bác sĩ Lục, cô nói độ khó của ca phẫu thuật cũng gần như trước đây cô đã làm. Cô yên tâm đi. Cô bình tĩnh một chút. Người không phải mô hình phẫu thuật, không chỉ nói riêng kỹ thuật được. Chức năng tim của cô Chu không ổn định, cô không bắt đầu nhiễm trùng. Làm sao phẫu thuật thực quản thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng tôi rất bình tĩnh. Không phẫu thuật thì được mấy ngày? 3 ngày, 5 ngày hay 1 tuần? Tôi ký tên. Tôi giờ sẽ ký tên. Tất cả hậu quả tôi gánh. Kể cả mẹ tôi không chịu nổi ca phẫu thuật cũng được. Nhưng bác sĩ Lục, tôi xin cô là bác sĩ phương diện thực quản giỏi nhất. Tôi xin cô bác sĩ Lục, bye bye, em bình tĩnh một chút. Tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng giờ mẹ cô rất đau đớn, làm CT còn kháng cự. Nếu tôi đồng ý với yêu cầu của cô, sau phẫu thuật chỉ có thể làm tăng thêm dẫn luôn, gây ra càng nhiều bệnh hơn, và tao sẽ càng đau đớn. Tại sao cô không chịu cứu mẹ tôi? Giờ cô làm phẫu thuật đi, ít chứ còn có thể một tia hy vọng. Tại sao cô không thể thử một lần đi chứ? Đây không phải là chức trách của các người sao? Cô muốn thấy mẹ tôi chết hay sao? Bye bye, em đừng như vậy. Các bác sĩ đã cầm báo cho cô Chu trước, trấn tĩnh đã được không? Giờ có yêu cầu kiểm tra và phẫu thuật là đang làm tăng thêm sự đau đớn của mẹ cô, giảm bớt số mệnh của bà ta. Độc thần Hy, cô chú ý một chút đi. Tôi là bác sĩ, không phải tôi không muốn mạo hiểm, nhưng phải làm gì xứng đáng để mạo hiểm. Cho dù tôi có thể cho cô Chu sống thêm vài tiếng, tôi cũng sẽ mạo hiểm. Tôi hiểu tâm trạng của cô, không muốn mất đi mẹ của mình. Nhưng bây giờ việc cô yêu cầu tôi làm là đang đem tính mạng và sự đau khổ của mẹ cô để làm vừa lòng sự hiếu thảo của một đứa con gái, không có ý nghĩa gì cả. Tôi không làm. Bác sĩ Lục, bác sĩ Lục, bác sĩ Lục. Được rồi, bình tĩnh đã. Này, cảm ơn. Đã tiêm morphine cho cô Chu rồi, cô ngủ rồi. Con gái cổ thì sao? Không nghe chuyện nữa đúng không? Tiết Bang đang giải thích. Có những chuyện anh ta sẽ nói thích hợp hơn. Tôi vừa khuyên một người mẹ cứu con trai mình, cho nó cơ hội sống, vừa khuyên một đứa con gái từ bỏ chữa trị cho mẹ cũ, đừng để bà ta sống trong đau đớn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy làm bác sĩ thật mâu thuẫn. Rất nhiều bệnh nhân tới bệnh viện đều hy vọng bác sĩ có thể giúp họ giải quyết tất cả vấn đề, nhưng những thứ chúng ta làm được rất có hạn. Y học đầy rẫy những thứ không chắc chắn, chúng ta không thể nào làm được tuần tự như pháp luật. Đối xử với bệnh nhân, công việc nghiêm chỉnh, theo luật pháp. Ý anh là tôi không nên can dự quá nhiều vào sự lựa chọn của bệnh nhân. Chúng ta chỉ có thể đề xuất ý kiến về góc khoa học, nhưng chúng ta không giống như thần thánh có thể dự đoán kết quả. Nếu tôi nói tôi không muốn từ bỏ đứa con của Liễu Ninh, muốn cố gắng thuyết phục cổ, anh sẽ không cảm thấy tôi cứng đầu chứ? Nếu là cứng đầu thì khách sáo quá. Có điều cứng đầu thì cứng đầu, vì chúng ta không thể dự đoán trước kết quả nên mới càng không nên từ bỏ cố gắng. Vì anh cũng nói được hết, sao anh lúc nào cũng có lý thế chứ?
Con trai cô thêm một chút là thêm một phần khả năng bị nhiễm trùng, biến chứng tử vong. Nó không thể tự quyết định. Nếu cô từ chối phẫu thuật thì nó chẳng có chút hy vọng nào nữa. Bác sĩ Lục, tôi đã đủ đen đủi rồi. Cô có thể đừng ghi thù chuyện cũ, đừng ngán đường tôi nữa. Cô tha cho tôi một con đường sống được không? Cô có ý gì vậy? Tôi bảo cô cứu con mình, sao lại không cho cô đường sống? Con của Trịnh Yến Hoa, 4 tuổi, đã bị bệnh máu trắng. Anh ta cảm thấy không có giá trị, không thể kế nghiệp anh ta, nên đã ra ngoài tìm tôi. Con tôi vừa sinh ra đã có vấn đề. Cô cảm thấy anh ta có giận đứa bé không? Không giận con thì tôi cũng xong đời. Bác sĩ Lục, bây giờ tôi từng bỏ điều trị,